Tôi xin chào bà con cô bác cho nạn nhỏ. Hôm nay mới về một số đồ đây bán cho bà con. Có hai cái bình xăng có quay ghim 125, bình còn đẹp sạch sẽ luôn. Đây bà con coi le nè, ok ha, bát nè, ok ha, nắp đồ nè, nước nhôm nguyên ghim không tẩy rửa quá chắc gì cho ngang nguyên si gì đó, mắt móc cạnh nóc cũng còn ok ha. Cái bình này em ghi cái bình này cho nó không có lỡ đụng chạm với ai hàng thế. Trái gà còn đang mung luôn nha, nó có trắng gót ở đây một chút xíu chưa liếm ha, liếm là mắc thịt rồi kêu bằng liếm. Đèn quá đèn ha, đèn quá xá ha, im ha. Này 500.000 ghi cái bình số 20 500. Giờ bà con xúc lửa lên là chạy thôi. Ghi 125 số 20 500. Số 30 ghi vậy đó. Dặn này lại đây. Nè nắp bọng rồi cũng còn im ha. Bên này phu Chanel. Ê sao mấy lộn phu Chanel rồi nè. Ủa ghi 125 mà cái nắp neo. Cái nắp này của Chanel. Neo neo. Nắp cái thằng nhỏ gì. Cái nắp này của Chanel nè. Đâu, bê tông ác ha, hai bình này như đạn ha. À, bê tông nè, đen mung luôn ha. Cái này là nó trắng trắng nước sơn chút xíu chứ chưa có liếm nha. Kim đốt là ok hết ha. Bát le cũng còn đẹp, bình số 30 này 500. Le gió là ha. Bình nước nhôm nguyên thủy nguyên zin nha. Nè. Le là cũng còn đẹp ha. Sấy cho nó gô hết trơn mới sạch. Sạch là dao đó. Rồi phần đó cho qua đây. Cây cản của 110 bật lên nha, không phải bật chuông, bật lê lê để chúng ta vuốt vuốt cái tay xuống bật lê lê. Ok ha. Em xiết mà dừng theo á, gì đó bớt á. Rồi gách lỗ chạy quầy đây nè. Nè bán cho bà con là cản 110 nha mà. Nè. Này gách đây nè, bán 110 okay, okay. Cản 110 bực lê lê gách ở đây nè. Gách ở đây mà gách ở đây luôn ha, bán 50.000 chơi thôi. Đó. Kiếm tiền cho thành phố mua hút thuốc thôi. 50.000. Rồi đây có cái bánh trước của 110 rồi còn đẹp lắm á. Bật đạn nè, không lỏng nè. Lầm tâm bô còn dày nè, chấm bi rồi ok ha, 4 chấm bi nè. 110 ba khía nha. Năm ngàn về quấn số chúng 400. Kề mặt tiền ghim ha, có chạy 800 đường ha. Nè chạy 800 đường luôn. Kẹp đâu? Rồi câm này là câm người ta thay rồi, thay câm ghim nghe nó xuống chì đẹp dữ lắm. Rồi chỉ đi gửi cái bình mới rồi mới chủ tư nữa nha. Chứ bình 800.000. Cái dành ô ni ông. Dành ô ni ông. Đó, dành lô nghe, nhờ cầm cầm thai cầm rin mới nè, nó xuống chì đẹp lắm. Rồi cái dành không có lủng gì cho nghe bà con ha. Ông cái này mắc chơi con sâu ha. Cái kẹp trước nè, nó kẹp rin 110 nè, ai mua lẻ bán lẻ là cái kẹp này bán 100.000. Xanh lè. Thấy không, ghim theo xe còn dính đất dính bã này, kẹp kè kẹp gì không không có gì cho nha, không có trục gì cho nha, không có trục 6 ly gì cho nha. 100.000 cái kẹp ghim theo xe. Rồi cái đùm với cái má đây để vô nè. Gớ mất tay không sao rồi. Chết mẹ, này có bắn ai. Cái nước sơn cho này có bắn à nha, nè. Này có sơn bắn ai, bắn dặm ai. Còn cái đùm cái má trước là nguyên ghim. Rồi cái bánh trước này em bán cho bà con về là xài luôn á. Cái bánh trước này xài luôn, dành ô neon. Câm này câm rin xuống chì đẹp lắm. Nó không có xét chân câm dĩ chân luôn nha, nguyên si. Đó, còn cái đùm này lầm tâm bô không lỏng. Lầm tâm bô còn êm, bạc tạng không lỏng, ok ha. 110 theo xe, ba khía. Nước sơn rin, theo xe chạy 800 đường. Đó, thấy không? Rồi ok, cái bánh xe này bánh trước. Cái bánh với cái má bán 8, bán 700. Cái kẹp bán 100.000. Đó anh em nào mà cái xe nào mà mình kẹp bị hư phải không?
Kẹp anh hơn mua kẹp kim để vô nè. Đó bà con ha, kẹp xanh lè 100 ngàn nha, kẹp chấm mươi quá. Ok, về rửa gáy ra nha. Còn thằng kia 700 ngàn. Rồi cho qua đây. Rồi tiếp theo là cặp bánh ghim 125 hơi bị đẹp nha, bán hàng gã xe chưa xài tháo từ hết ra là 3,2 triệu. Dành CM Gucci ghim 125 Thái Lan kháo trong xe ra luôn 3,2 triệu nha. Còn bà con nào sáng khoái mua cặp vỏ em bán 1,2 triệu, còn cầm đồng tiền bán 2 triệu. Đó. Cái này hình như chạy chút xíu ha, chạy nhỏ nhỏ đây không sao đâu, chấm chế dùm ha, đầu gã xe mà ha. Nè, nó chạy sẵn sẵn trong nhà máy, nó không bị chóc thịt nào. Rồi xây đi, đó là ghim 125. Đó, tháo ra từ hết ra nghe, hai vỏ chưa xài luôn, tháo từ hết đời 2024 luôn á. Đó, cầm đùm nền mới là 99,9% luôn. Lòng tâm bom mới chắc luôn ha, nhằm khi bán đầu gã xe mà tao tưởng đồ mới luôn á. Không đúng đâu, bà con xài để mới biết cái chất lượng. Cặp vỏ, cặp ruột nó bao bà con đi 30.000 cây. Nếu mà chúng ta chạy gần gần á, cái vỏ trước nó đi 40.000 cây. Tốt lắm. Là dành CM Gucci ghim 125 nha, cầm ghim dành ghim theo xe, nếu cầm đùm niền bán 2 triệu, cặp vỏ 1,2 triệu rồi cho qua luôn. Cái gì vậy? Rồi hôm nay em sẽ xe một số đồ, lúc trước em gã cái xe quy y á. Quy y, cái đầu đèn khoa của quy y em bán quy y 2020 vậy nè. Bán 1,1 triệu, hôm nay bán 1 triệu luôn. Bà con nào có nhu cầu xài vô mấy chiếc full led rồi đó, chiếc quay y mà bể đèn rồi đó, nó dày nè, tự nó dày mà nó nặng, cái đèn nó đẹp ha, bán 1 triệu. Đầu đèn khoa quay em bán cho hết chống nhà luôn ha, lấy tiền mua gạo. 1 triệu nha. Cái đuôi đèn lái quay y 2020 nè, có ghi đời lúc trước nè, mình bán 600 ngàn. Trời ơi, hôm nay bán 550 luôn nha bà con ha. Đó, 550 luôn, đầu đèn pha quy y 2020 đẹp vậy nè, nó có chạy đây một đường nhẹ nhẹ bên ngoài phớt phớt không à. Còn nhanh bọng là không bể bông bọng như nguyên si đẹp mới chát luôn ha. 550. Cặp nhanh quy y. Cặp nhanh quy y trước nè. 500 ngàn ha, em bán 450 luôn đó, bà con săn sale alo em ha, rồi chuyện mấy kia lên hết đi. Cặp nhanh này hơi bị đỉnh nha. Nhanh quy gắn full led được nha bà con ha, nó dày mo à, dày lắm. 600 ngàn bán 550 đi. Ủa, 500 ngàn bán 450 nè. Ghi cập nhanh 450 nha, nhanh quá trời đẹp luôn đó. Rồi bà con nào xài thì alo ha. Rồi học bình quay y nè, bán 50 ngàn cái, 50 ngàn cái nè, quá rẻ luôn. Hai. Cái ốc là chuyện nhỏ. Rồi gì học bình 2-3 cái vậy? Học bình 50 ngàn cái nha, 2-3 cái nha. 50 đây, còn cái nắp nữa đâu? Nắp này sao mất tiêu rồi, cầu chì có nữa nè. Nắp ở dưới có. Là 3 học bình, quay y là 50 ngàn một cái. Rồi cái này là kêu bằng cái bát chữ A, cũng nể cái ông. Cái này là nể cái ông kỹ sư mà thiết kế cái dàn áo quay y này dữ lắm nha. Chưa có ông nào mà làm cái bát chữ A mà xấu như cái ông này hết. Bách chữ A 200 ngàn nha. Bách chữ A quay y 2020 200 ngàn. Còn đang cập nhanh nữa hả vậy? Mới đưa lên hả vậy? Không phải 400 ngàn hả? Hồi nãy này. Rồi ổ khóa quay y. Ổ khóa quay y ghim theo xe em bán 800, có dây, có bướm, có cua yên nha. Ai mà mấy cái áo full led đó mà lên quay y á, mà cái ổ khóa của mình nó không có khớp đúng không? Thì bà con mua cái ổ khóa quay đưa vô là khớp kiệm liền nha, 800 ngàn. Ổ khóa bao gồm có mọc chìa, chìa này chưa có mòn ha, chìa ghim theo xe nha, ổ ghim theo xe luôn ha, có cái dây nè, dây của nó luôn á, đây cũng dây cọc lại nghe. Cái cua yên luôn nha, đó là 800. Trời ơi, cái giò đạp của quay y thiết kế, ông kỹ sư thiết kế dữ dằn ha. Người ta thiết kế ra cái xe ta lấy đầu đẹp, ông kỹ sư này thiết kế cái kiểu này là không biết kiểu gì đây. Nè, cái cục thun ta đi lên làm cái cây này rồi đem gam nữa chứ. Phải nói là xấu một cách đê tiện.
chế ra những cái món xấu nè. Cái này là bán 200.000 cái giò đạp gắn full led được ha. Kiến này kiến lô, không phải kiến zin. Kiến lô. Kiến zin là nhìn biết liền à, chứ nó sẽ có đát kiến zin nó khác, cái này kiến lô, cục kiến lô. Thôi đi, bỏ đằng đó đây. Cây cản của thằng Phu Chanel. Cản Phu Chanel mà người ta dán keo nè. Ở đây có cản Phu Chanel đổi của khách chứ cản quay y nè ha. Hàng zin theo xe KTM chữ lớn nè bà con thấy không? Này người ta sơn lại, người ta dán keo luôn. Rồi giờ là mình xài luôn nha. Đó, có chạy ở đây nè. Còn keo luôn á, sơn lại mà dán keo lại luôn. Hát vậy đó. Rồi cái cản này bán cho bà con là 170.000 à. Thứ nhất là lên xe zin, thứ hai là bà con có thể chế vô chở đầu, chế vô là thằng ERXX không được hả? Chế vô Wanfa 110 á. Wanfa 110 với quay A á. Thứ nhất là chúng ta cưa cái dàn áo chỗ đây. Chỗ này nè, thứ hai là chúng ta khoét cái này. Lấy máy mài chúng ta khoét cái này. Là chở là bao gãy luôn ha. Cái cản này gắn lên chở bao gãy. Còn vô Phu Chanel, Phu Chanel là zin nha. Rồi hết rồi, rồi xin chào bà con cô bác nha.